chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 18 tháng 12 qua phần trao đổi với chị Bùi Thị Thao Ly là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa chị, chúng ta có thể thấy là trong phiên giao dịch đầu tuần thì có vẻ như là cái tâm lý lo ngại đã không còn nhiều trên thị trường và thị trường đã có những cái diễn biến tích cực khi mà chỉ số VN-Index thì đã tăng 23 điểm. Ở quan sát phiên giao dịch ngày hôm nay thì chị thấy đâu là những cái nhóm ngành đem lại cái đà tăng điểm cho thị trường ạ? Thị trường trong phiên hôm nay thực sự có một cái phiên tăng điểm rất là ấn tượng với cái mức tăng là 2.45%. Thì quan sát diễn biến chung của thị trường thì chúng tôi thấy là hầu hết các cái nhóm ngành đều tăng điểm khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Trong đó nổi bật nhất là các cái cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng mạnh. Phải kể đến như là Vinamilk, GAT, Vietcombank hoặc là VIC của tập đoàn Vingroup. Thì và tính chung lại thì tôi thấy là nhóm ngành thực phẩm đồ uống, ngành dầu khí, ngành ngân hàng và ngành bất động sản đã có cái đóng góp rất là đáng kể trong phiên ngày hôm nay với cái mức đóng góp là gần 2% trong cái mức tăng chung là 2.45% của VN Index. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng quan sát thấy một số cái nhóm ngành nghề khác như là nhóm thép, nhóm xây dựng, chứng khoán, hàng không v.v. thì cũng có những cái bước tăng rất là mạnh mẽ và hỗ trợ đáng kể cho chỉ số. Thưa chị, có thể thấy năm 2017 là một năm tăng trưởng khá là tích cực của nhóm ngành ngân hàng. Theo quan sát của chị thì liệu có còn dư địa cho cái nhóm này phát triển trong năm 2018 hay không? Trong năm vừa qua thì chúng ta thấy ngành ngân hàng diễn biến rất là tích cực. Thì đây phần lớn là được đến từ cái mức tăng trưởng rất là tốt của nhóm ngân hàng trong năm vừa qua. Thì hiện tại thì chúng ta thấy là tăng trưởng tín dụng vẫn đang được duy trì ở mức cao và dự kiến cũng sẽ còn tiếp diễn trong năm 2018. Và đây chính là cái động lực chính để giúp cho cái nhóm ngành ngân hàng sẽ tiếp nối cái đà tăng của năm 2017. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là sự tăng trưởng của nhóm ngành ngân hàng hiện nay có thể thấy là bền vững hơn so với cái giai đoạn trước đây, khi mà tăng trưởng đã tập trung thêm vào cái nhóm tín dụng bán lẻ. Cơ cấu thu nhập của ngành ngân hàng thì cũng có phần chuyển biến tích cực hơn khi mà giảm bớt cái sự phụ thuộc vào tín dụng và gia tăng cái phần đóng góp của thu nhập từ các cái mảng dịch vụ. Ngoài ra thì chính sách về vấn đề giải quyết nợ xấu cũng như các cái đề án tái cấu trúc ngành ngân hàng và việc ép buộc các ngân hàng phải lên niêm yết hoặc là đăng ký giao dịch trên Upcom kỳ vọng cũng sẽ giúp lành mạnh hóa được cái hệ thống ngân hàng. Và cuối cùng thì câu chuyện nới râm thì đến nay vẫn còn bỏ ngỏ và chúng tôi cũng kỳ vọng là câu chuyện này sẽ sớm quay trở lại và cũng sẽ là một trong những cái động lực để thúc đẩy cái nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá khi mà nhu cầu về vốn để đáp ứng cái tiêu chuẩn khi mà nhu cầu về vốn của cái nhóm ngân hàng hiện nay đang rất là bức thiết. Thưa chị, theo chúng tôi quan sát thì động lực tăng giá của nhóm dầu khí thì cũng khá là mạnh mẽ. Bất chấp những phiên rung lắc mạnh của thị trường cũng như là việc giá dầu giảm, chị có nghĩ rằng nhà đầu tư đang hưng phấn quá đà hay không ạ? Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Theo quan sát của chúng tôi thấy thì hiện tại thì bình quân giá dầu trong năm 2017 ở mức là 54 đô la Mỹ một thùng. Như vậy là cũng khá cao so với cái mức dự kiến của BVN hồi đầu năm là khoảng tầm 50 đô la Mỹ một thùng. Như vậy thì hầu hết các cái doanh nghiệp trong ngành dầu khí dự kiến sẽ có cái kết quả kinh doanh khá là khả quan và vượt xa so với cái kế hoạch đã đề ra. Theo dự báo của chúng tôi thì nhiều khả năng là trong năm 2018 giá dầu có thể duy trì ở mức trên 60 đô la Mỹ một thùng. Như vậy dư địa tăng trưởng sẽ vẫn còn đối với lại các cái cổ phiếu trong cái nhóm ngành dầu khí nếu giá dầu cũng tiếp tục diễn biến tích cực như hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tính toán thấy rằng là mức định giá chung của ngành dầu khí hiện nay chỉ ở khoảng tầm 12 đến 13 lần và cũng còn khá là hấp dẫn so với mức định giá chung của thị trường cũng như mức định giá của các cái nhóm cổ phiếu của cái nhóm ngành chiếm cái tỷ trọng vốn hóa lớn trong VN Index. Do đó thì chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư cũng
thực sự là có lý do để kỳ vọng vào cái tương lai khả quan hơn của nhóm dầu khí trong năm 2018. Thưa chị, ngoài nhóm ngành ngân hàng cũng như nhóm dầu khí chị vừa phân tích thì chị còn đặt kỳ vọng vào nhóm ngành nào khác hay không ạ? Qua thống kê đối với lại kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của các cái doanh nghiệp niêm yết trên sàn thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng không có nhiều thay đổi so với cái đợt thống kê từ hồi quý 2 và quý 1. Thì ngoài nhóm thủy điện có cái mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khá là mạnh mẽ, khoảng 129% so với cùng kỳ, nhờ vào cái diễn biến thời tiết khá là thuận lợi. Thì chúng tôi quan sát thấy nhóm ngành tài chính cũng có cái sự tăng trưởng rất là tốt, trong đó đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán cũng duy trì được cái mức tăng trưởng 3 con số. Ngân hàng mặc dù là có quy mô rất là lớn nhưng lợi nhuận sau thuế toàn ngành tính chung 9 tháng thì cũng tăng trưởng gần 30% so với lại cùng kỳ năm trước. Ngành bảo hiểm cũng tăng trưởng được khoảng 19%. Thì những cái nhóm ngành tài chính này đang phản ánh rất là rõ nét những cái tác động rất là tích cực từ chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ, duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cao để hỗ trợ cho tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó thì sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng như là gia tăng đầu tư công, thì chúng ta thấy là nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng và nhóm thép cũng có cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất là ấn tượng trên 20%. Ngoài ra thì những cái nhóm ngành như là bán lẻ, vận tải hàng không, công nghệ v.v. thì cũng duy trì cái đà tăng trưởng rất là tốt. Thì chúng tôi cho rằng cái xu hướng này có khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2018 khi mà cái động lực tăng trưởng kinh tế vẫn còn. Nhóm tài chính cũng tiếp tục được hưởng lợi từ cái sự chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức cao. Và nhờ cái sự tăng phục hồi của thị trường bất động sản cũng như gia tăng đầu tư công thì các cái nhóm ngành như thép, vật liệu xây dựng và xây dựng cũng sẽ được hưởng lợi. Và đặc biệt là những cái nhóm ngành vận tải hàng không, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ v.v. thì sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi mà cái xu hướng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam không ngừng gia tăng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì đâu là cái nhóm ngành mà chị nghĩ là mình sẽ ưu tiên để các nhà đầu tư có thể đầu tư vào ạ? Trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là chỉ số đã liên tục tạo được những cái đỉnh cao mới, thì chủ yếu là nhờ vào cái câu chuyện thoái vốn nhà nước, thoái vốn của SCAC hay là thoái vốn của Bộ Công Thương. Chính vì vậy mà nhóm thực phẩm đồ uống có những cái tên như là Vinamilk, như Sabeco hay là Bia Hà Nội thì đã có một cái mức tăng rất là mạnh mẽ, và điều này đã khiến cho vốn hóa của cái nhóm này hiện tại là đang chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong VN Index và cũng đã có cái mức định giá không còn hấp dẫn nữa khi mà PE toàn ngành ở mức trên 30 lần. Trong khi đó thì những cái nhóm ngành có vốn hóa kế cận tiếp theo sau, chúng tôi quan sát thấy ví dụ như là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành dầu khí hay nhóm thép thì hiện tại đang có cái mức định giá hấp dẫn hơn rất là nhiều so với nhóm thực phẩm đồ uống. Do vậy ở thời điểm hiện tại chúng tôi cho rằng là sẽ triển vọng hơn nếu giải ngân vào các cái nhóm ngành như là ngân hàng với cái PE khoảng tầm 17 lần, nhóm ngành dầu khí PE khoảng 12-13 lần và nhóm thép hiện nay cũng chỉ tầm khoảng trung bình khoảng 14 lần. Có những cái doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát, như Nam Kim hay Hoa Sen thì có cái mức định giá còn thấp hơn. Và trong khi đó thì dư địa tăng trưởng của nhóm ngành này vẫn còn khá là lạc quan trong năm 2018. Dạ, xin cảm ơn những thông tin chị vừa trao đổi ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh FBC để đến với phần điểm tin.